Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tiểu Văn Hóa Ẩm Thực. MCK, tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 99 tại Hà Nội. Năm 2018, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với việc trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác độc lập. Năm 2019, MCK bắt đầu theo đuổi dòng nhạc hip hop với những ca khúc hit như Suy, Phát Điên. Tiếp đó thì anh trở thành hiện tượng tại game show Rap Việt, trở thành một trong 8 thí sinh thuộc top 8 chung cuộc. Nhiều khán giả cho rằng nếu không vướng phải ồn ào văng tục, chửi thề thì rapper này rất có thể sẽ giành được vị trí cao hơn cho cuộc thi. Sau cuộc thi, MCK cũng là một trong những thí sinh có sức bật tốt nhất. Rapper này ra mắt hàng loạt những tác phẩm như Giàu Vì Bạn, Sang Vì Vợ, Va Và Giai Điệu Này, Dân Chơi Xóm. Các bản rap của MCK nói về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Tuy vậy, nổi bật nhất là những ca khúc tình yêu. Chuyện tình của MCK với Tờ Linh, nữ rapper nổi tiếng bậc nhất của làng nhạc Việt, cũng khiến tên tuổi của anh càng được biết đến rộng rãi hơn. Trước khi đến với Tờ Linh thì MCK cũng đã có một lượng fan rất lớn rồi. Tuy vậy, sau đó thì cả hai đã sớm chia tay và có những định hướng rất riêng. Một trong những bản hit lớn của MCK là Chìm Sâu. Phát hành vào năm 2022, Chìm Sâu thu về hơn 33 triệu lượt nghe trên Spotify, đạt gần 70 triệu lượt view trên YouTube. Ca khúc nhiều tuần đứng đầu các bảng xếp hạng Apple Music, iTunes Việt Nam. Có đó thì MCK cũng đã trở thành một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên vượt mốc 1 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify. Có thể nói, xét về mặt tài năng thuần túy, MCK là một trong những nghệ sĩ trẻ được chúng tôi đánh giá ở mức cao hàng đầu hiện tại. Tư duy âm nhạc cấp tiến, hiện đại, khả năng sáng tác tốt, chất giọng lạ tai, tất cả là đủ để biến một người không có vẻ quá điển dai vẫn sở hữu một lượng fan đông đảo hàng đầu thế hệ Gen Z. Vấn đề là các bạn trẻ đang xem MCK là một thần tượng thì thực sự những bậc làm cha làm mẹ đang cảm thấy rất lo lắng. Tại sao ư? Vì những thể hiện bên ngoài và trên mạng xã hội của MCK có những biểu hiện mà có vấn đề. Từ tối ngày 5 tháng 11, tên MCK chiếm sóng mạng xã hội. Hàng loạt những bài viết đã nhắc tên nam rapper này, kèm theo đó là tấm hình nhạy cảm được cho là của MCK. Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, bức ảnh nhạy cảm được gửi qua tin nhắn riêng từ Instagram Ivan Nguyễn 23 tới một tài khoản khác. Tấm ảnh chụp một người đàn ông được nhận xét là giống MCK. Kể từ đó, MCK bỗng chốc trở thành từ khóa được tìm kiếm và kéo theo những bình luận trái chiều. Sau sự việc kể trên, MCK có liên tiếp những dòng trạng thái đầy ẩn ý. Đầu tiên, thông qua tính năng story trên Insta, tài khoản của nam rapper trích dẫn một câu bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì bài đăng biến mất. Tiếp đó thì MCK chia sẻ một video có cảnh chiến đấu của hai võ sĩ kèm theo chú thích: Desperate times call for desperate me. Tức là vào thời điểm tuyệt vọng cần có những hành động liều lĩnh. Đến rạng sáng 6 tháng 11, nam rapper chia sẻ thêm bức hình mặc nội y và đứng trước gương cùng dòng chữ for my bride, tức là vì niềm tự hào của tôi. Trên khắp các nền tảng, MCK đã trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều người khó hiểu trước hàng loạt những động thái lạ từ rapper, cho rằng anh không nên đăng những bức hình selfie trước gương gây tranh cãi. Bên cạnh đó thì cũng xuất hiện không ít những bình luận khiếm nhã, soi mói, thậm chí chê bai ngoại hình. Với nhiều ý kiến khác, họ cho rằng trong sự việc lần này, nếu bức hình được lan truyền là MCK hay bất cứ ai và do người khác mà đăng lên chưa được sự đồng ý thì người trong hình là nạn nhân, đồng nghĩa với việc người đó không đáng phải nhận sự công kích từ phía cộng đồng mạng. Song hành động của MCK được cho là chỉ bị lộ ra ngoài khi anh gửi ảnh nóng cho một người rất thân thiết. Đó có thể là một nhân vật mà anh đang muốn tán tình chẳng hạn. Song nếu sự thực là như vậy, các ông bố bà mẹ có muốn con cái của mình thần tượng nữa hay không đây? Nên nhớ là fan của MCK hầu hết ở độ tuổi rất trẻ. Có không ít, thậm chí có những người đang học tiểu học. Giả sử các em học theo thần tượng thì sao? Giờ thì bạn đã thấy câu chuyện nghiêm trọng ra sao chưa? Vâng, đã là một thần tượng, một người có sức ảnh hưởng tới giới trẻ thì phải bị phán xét dưới lăng kính khắt khe nhất. Đó là điều chắc chắn. Hiện tại nam rapper và ekip vẫn chưa lên tiếng về tấm hình đang lan truyền. Do đó tranh cãi vẫn chưa dừng lại đâu. Chẳng hạn, nam rapper được cho là có thái độ thiếu lễ phép với MC Trường Giang tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023. Ngay sau đó, nam rapper gây tranh cãi khi chia sẻ bức hình chụp trước cúp top 10 ca khúc được yêu thích nhất trong nhà vệ sinh. Ở tấm hình đó, MCK thậm chí chụp một đồng nghiệp đang ở nhà vệ sinh từ phía sau. Không chỉ bị chỉ trích là thiếu tôn trọng với ekip lễ trao giải, mà hành động của MCK còn được cho là bất lịch sự với đồng nghiệp trong bức ảnh. Tháng 7 vừa qua, khi xuất hiện ở một sự kiện âm nhạc, MCK gây choáng váng với tạo hình khá kỳ lạ. Anh mặc áo ba lỗ ôm sát cơ thể, cạo lông mày, đeo choker gắn đinh tán. Câu nói "ai sợ thì đi về" của nam rapper cũng viral khắp cõi mạng. Sau đó, có thể thấy sau một thời gian là cái gai trong mắt dư luận, rap Việt hiện tại đã có những bước chuyển mình vượt bậc. Các rapper không chỉ phủ sóng dày đặc trên truyền thông, các cuộc thi truyền hình mà còn có thành quả nhất định khi góp mặt ở những giải thưởng âm nhạc uy tín. Tuy nhiên, giới rap Việt bước ra từ cộng đồng underground dường như vẫn chưa thực sự hòa hợp với dòng chảy âm nhạc của mainstream chính thống. Bằng chứng là nhiều rapper vẫn bộc lộ sự giằng co
giữa các bản năng bên trong và những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Hay nói cách khác, liệu rằng rapper Việt có đang ảo tưởng về những đặc quyền về tự do phát ngôn, tự do sử dụng ngôn từ như khi hoạt động trong cộng đồng underground, dù họ đã bước ra ánh sáng? Bàn về vấn đề này, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng nghệ sĩ không đơn thuần là người bước ra từ một cuộc thi và có giải. Bởi các cuộc thi, ở đó là hội đồng chấm giải, chỉ là một yếu tố đánh giá năng lực nghệ thuật của họ thôi. Một nghệ sĩ thực thụ không chỉ cần có sản phẩm nghệ thuật phù hợp với văn hóa, lối sống của dân tộc Việt Nam, mà còn phải có đạo đức. Hay nói cách khác, nghệ sĩ và sản phẩm của họ phải hướng đến vẻ đẹp, chân thiện mỹ. Những người có hành vi phát ngôn thiếu cẩn trọng với khán giả và chính tác phẩm nghệ thuật của mình thì không phải là nghệ sĩ. Nếu những rapper có hành động như trên, có lẽ họ đang ảo tưởng và kỳ vọng về tài năng của mình. Hoặc có thể quan điểm cá nhân của họ tự phong cho mình đặc quyền như lúc vẫn hoạt động cho cộng đồng nhỏ, đặc thù, đó là giới underground. Nhạc rap thì xuất phát từ châu Mỹ, nhưng khi vào Việt Nam phải nhập ra tùy tục thôi để phù hợp với văn hóa và tôn trọng khán giả hơn. Tức là từ cách thức biểu diễn, ngôn từ, thậm chí đến cách ăn mặc cũng phải chọn lọc, điều chỉnh sao cho phù hợp với văn hóa, cách thức vận hành âm nhạc của người Việt. Theo nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang, có hai lý do khiến cho tình trạng rapper có cách ứng xử và lối sống lệch chuẩn hay tung ra những sản phẩm âm nhạc phản cảm, gây tranh cãi. Một là ý thức làm nghề và đạo đức cá nhân của rapper trẻ. Theo nhà nghiên cứu Hương Giang, nhiều rapper vẫn đang lầm tưởng về khái niệm tự do sáng tạo trong nghệ thuật. Sự phóng khoáng quá đà, đi ngược với thuần phong mỹ tục là kiểu tự do chủ nghĩa tự nhiên, hoang dã chứ không phải là tự do sáng tạo nghệ thuật. Hai là lỗ hổng trong công tác quản lý. Theo vị chuyên gia này, luật nghệ thuật biểu diễn của chúng ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa có quy định rõ ràng chi tiết về phát ngôn, ứng xử của nghệ sĩ và việc quản lý nghệ thuật của giới underground. Đây cũng là lỗ hổng để nhiều rapper tự tung tự tác trong việc phát ngôn, ứng xử và sáng tạo nghệ thuật. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải tính toán vấn đề là rap là một bộ phận của nghệ thuật. Trong đó thì những người sáng tạo, biểu diễn dòng nhạc này phải theo một cái tiêu chí, quy tắc giống như các nghệ sĩ trên sân khấu chính thống. Chúng tôi thì không dám khẳng định anh này cố tình hay vô tình lộ ảnh cung khủ của mình. Nếu thực sự hình ảnh đó là của MCK, người phát tán đầu tiên là người đáng lên án, chỉ trích thay vì chính chủ. Bởi bản thân MCK rất có thể cũng là nạn nhân của việc bị tung ảnh nóng, khi bản thân nam rapper này không chủ đích khoe với cả thế giới. Từ vụ việc kể trên, để tránh hình ảnh riêng tư, clip nhạy cảm bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, cá nhân mỗi người cũng không nên đăng ảnh gợi cảm ở chế độ công khai lên mạng xã hội. Thói quen này có thể sẽ vô tình tiếp tay cho kẻ xấu lợi dụng hình ảnh, sử dụng chúng với ý đồ xấu. Do khó tránh khỏi mong muốn lưu giữ những hình ảnh cá nhân theo nhu cầu riêng của mỗi người, thế nên việc giữ cẩn thận điện thoại, thiết bị cá nhân khỏi kẻ trộm hay hacker là điều rất quan trọng. Bạn hoàn toàn có thể bảo mật các hình ảnh, clip riêng tư của mình một cách an toàn bằng những cách đơn giản. Ngoài ra, người bị tung ảnh nóng hoàn toàn có thể khởi kiện để bảo vệ quyền lợi nhân phẩm của bản thân. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của Tuyến Văn hóa ẩm thực. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.